Chân dung ông Đỗ Nguyễn Thành Nhân, giám đốc điều hành của Newtekon. Theo giới thiệu của Newtekon, ông Đỗ Nguyễn Thành Nhân từng nắm giữ các vị trí then chốt tại nhiều công ty xây dựng lớn hàng đầu Việt Nam. Đến tháng 11 năm 2020, ông Nhân gia nhập Newtekon với vai trò giám đốc khối kinh tế. Là một nhân sự ưu tú, có những đóng góp tích cực cho tập thể Newtekon, ông Đỗ Nguyễn Thành Nhân được tin tưởng sẽ cùng với các thành viên khác trong ban điều hành dẫn dắt đội ngũ, cải tiến bộ máy nhằm đạt kế hoạch đã đề ra và đưa Newtekon ngày càng phát triển, Newtekon cho biết. Số lượng nhân sự, nửa đầu năm 2022, Newtekon cũng ghi nhận tỷ lệ nhân sự tăng 35% so với cùng kỳ với 959 nhân viên. Theo Newtekon, nhằm đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng về doanh thu và số lượng công trình hiện hữu, nhân sự của công ty được chú trọng phát triển cả về lượng và chất.